Kính chào quý vị, mời quý vị nghe bài Linh Mục gây sốc khi rửa tội cho bé sơ sinh bằng cách dìm đầu xuống nước. Bài này đăng trên Thế Giới Amazing của Hải Anh vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Mời quý vị cùng nghe, mà tiếng đi còn nặng lắm, còn khản nặng lắm, cho nên mong quý vị thứ lỗi. Người mẹ trẻ bị sốc nặng khi chứng kiến vị linh mục rửa tội cho con như thế, muốn dìm chết bé, mặc cho đứa trẻ lớn tiếng khóc gào. Vụ việc gây phẫn nộ xảy ra tại một nhà thờ ở thành phố Limassol hôm 17 tháng 10. Lúng túng khi đứa trẻ liên tục vẫy vùng khóc la, người đàn ông trong chiếc áo choàng linh mục thô bạo túm chặt lấy cánh tay bé để em không bị rơi xuống. Sau đó, ông ta liên tục ấn ngập đầu bé sơ sinh vào chậu nước rồi kéo lên. Có hình ảnh trong này thưa quý vị, nhưng mà Ly không dám đưa lên. Tại vì một lần Ly đưa lên rồi người ta cho là hình ảnh bạo lực, cho nên giam cái kênh của Ly. Cho nên đó, tức là YouTube nếu đưa những hình ảnh này lên là người ta cho khép vào là bạo lực đó quý vị. Ly đâu dám đăng, hình ảnh rất là gây ra sốc lắm, nhưng mà không dám đăng thưa quý vị. Ly chỉ đọc bài thôi. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại trong tiếng khóc xé lòng và sự giãy giụa bất lực của đứa trẻ. Mỗi khi cố thoát khỏi đôi tay gọng kìm của linh mục, chân bé lại vung vẩy và đập mạnh vào thành chậu bằng kim loại, nhưng ông này vẫn lạnh lùng làm như không thấy. Xót con thắt cả ruột gan, bà mẹ Tina Sita đã ghi lại quá trình rửa tội tàn khốc này rồi đăng lên Facebook để bóc trần sự thật. Cô bức xúc, quý vị cứ gõ là linh mục rửa tội là ra. Cô bức xúc nói, hôm nay tôi làm lễ rửa tội cho con. Hãy xem linh mục này hành hạ đứa trẻ đến mức nào. Sau buổi lễ, con tôi đỏ bừng cả người và luôn miệng gào khóc vì quá sợ hãi. Nita giận dữ lên án hành vi tàn bạo của vị linh mục và khẳng định ông ta đã phá nát ngày đẹp nhất mà gia đình cô luôn mong đợi. Quá phẫn nộ vì con bị đối xử như thể đồ vật vô tri, vợ chồng cô đã làm đơn khiếu nại hành vi tắc trách của nhà thờ. Cả hai vợ chồng. Tôi chỉ ước không có bất kỳ đứa trẻ nào trong bất cứ gia đình nào phải gánh chịu thảm kịch như chúng tôi. Ai kêu rửa làm gì, rửa con khỉ với thời đại bây giờ rồi mà vẫn có những cái đầu óc ngu muội. Đặc biệt là tại những nghi thức thiêng liêng như lễ rửa tội, cô nói. Chúng tôi đã đệ đơn lên các cơ quan có thẩm quyền với sự trợ giúp của luật sư. Chia sẻ trên sóng truyền hình hôm 18 tháng 10, cha Panagiotis, nhân vật chính trong đoạn clip khiến dư luận sục sôi cơn thịnh nộ, đã gửi lời xin lỗi đến gia đình. Tuy nhiên, vị linh mục này kiên quyết không thừa nhận mình có ý tổn thương đứa trẻ. Như mọi người đã thấy trong video, đứa trẻ trơn tuột và gần như rơi khỏi tay tôi. Không còn cách nào khác, tôi phải đặt cánh tay dưới hông cháu bé để bảo vệ nó, ông nói với tờ Reporter. Tôi khẳng định mình không hề có ý đánh đập hay làm đứa trẻ bị thương. Trước đó, tôi đã từng rửa tội cho nhiều trẻ nhỏ rồi. Vì vậy, khi nhận ra em bé đang sợ hãi, tôi đã cố gắng kết thúc buổi lễ càng sớm càng tốt. Phát biểu trên đài ANT1, Brautit thừa nhận động tác của mình có phần đột ngột, khiến em bé không kịp thích ứng. Song, ông cũng bổ sung rằng mình đã buộc khá nhiều người rời khỏi hiện trường lễ rửa tội do lo ngại lây lan dịch COVID-19, và có lẽ điều đó đã khiến bố mẹ bé phật lòng.
Đây không phải là lần đầu tiên một vị linh mục bị tố rửa tội cho trẻ theo cách bạo lực. Tháng 5 năm 2018, dư luận từng xôn xao trước đoạn clip linh mục thuộc nhà thờ chính thống giáo Hy Lạp ở Ania Napa nắm cánh tay đứa trẻ mới sinh rồi mạnh bạo dìm ngập cả người bé xuống nước tận 3 lần trước khi trao lại cho bố mẹ. Theo The Sun, đấy là một bài rửa tội thứ nhất. Và bài rửa tội thứ hai là Ly đọc nốt, mời quý vị nghe. Rửa tội cho trẻ em một cách dã man, linh mục bị chỉ trích nặng nề. Linh mục người Nga đang bị chỉ trích dữ dội vì hành động rửa tội tàn bạo cho bé gái 2 tuổi. Video màn rửa tội bạo lực gần đây, một đoạn clip đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt vì hành vi không chuẩn mực. Trong video, một linh mục người Nga thực hiện lễ rửa tội cho một bé gái 2 tuổi, nhưng khá mạnh tay khiến em la hét dữ dội. Em bé bị ấn đầu thật mạnh xuống nước rất nhiều lần, mặc cho cô bé la hét, mọi người đứng ngoài không ai can thiệp, điềm nhiên quay phim, thậm chí có cả tiếng cười khoái chí vang lên. Các nữ tu sĩ lặng lặng dùng cây lau nhà, lau khô vệt nước mà không có ý kiến gì thêm. Đây thưa quý vị, đây là hình ảnh đang đang dìm đầu đứa bé thưa quý vị. Đó, đang dìm xuống, dìm rất mạnh. Linh mục nói rằng bên trong cô bé có quỷ Sa Tăng ẩn nấp nên phải làm thật mạnh tay. Tôi thực sự sợ hãi sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Lisa, một nữ giáo dân, sau khi chứng kiến cảnh tượng trên cho hay. Đây không phải là trường hợp rửa tội tàn bạo đầu tiên được ghi nhận. Trước đây từng có linh mục dùng bình nước rửa tội đánh vào đầu một cô gái. Tuy nhiên, hành động này không hề bị trừng phạt, ngược lại còn được ba mẹ tỏ vẻ biết ơn vì đã rửa tội cho con mình. Nhà thờ chính thống ở Nga đang lên kế hoạch xử phạt vị linh mục trong video được lan truyền rộng rãi mấy ngày vừa qua. Mặc dù lễ rửa tội này đã diễn ra cách đây 2 năm, người linh mục này hành động quá tàn bạo. Ông ta đã bị đình chỉ hoạt động tại các buổi lễ và sẽ bị ban giáo lý của nhà thờ trừng phạt nghiêm khắc. Mikhail Somokhin thuộc giáo phận gì đó, rất là tiếng tiếng cho hay. Đây ông này đây là quý vị, chân dung linh mục này này. Quý vị. Mời quý vị nghe tiếp. Con gái tôi mới lên 2 tuổi, sau màn rửa tội nó sợ lắm vì đó là lần đầu tiên đến nhà thờ. Chúng tôi rất biết ơn linh mục vì ông ấy đã đồng ý rửa tội cho con gái tôi, người mẹ giấu tên chia sẻ. Cư dân mạng phản ứng vô cùng gay gắt sau khi đoạn video phát tán. Họ chỉ trích linh mục là một kẻ bệnh hoạn, còn người thân thờ ơ trước sự việc. Kẻ điên này phục vụ cho nhà thờ hay là ma quỷ vậy? Một người phẫn nộ. Làm sao cha mẹ đứa trẻ có thể bình tĩnh chứng kiến cảnh tượng ấy? Một người khác bình luận. Theo The Sun, đó là cảnh rửa tội thưa quý vị.